Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh thế Home Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo arop uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. À, các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì uh, mình uh, chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn là tham gia vào một cái dự án mới ở đó là cái dự án apollo cap thì chúng ta sẽ khai thác miễn phí cái đồng token aa thì đây cũng là một cái dự án mới và cho khai thác bắt đầu từ đêm ngày hôm qua thì cái cơ chế khai thác này thì nó cũng là cơ chế khai thác tương tự như các cái dự án khác là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta bấm uh, chúng ta kích chúng ta khai thác một lần và cái thông tin thứ hai ở cái dự ở cái video này thì mình chia sẻ và cập nhật cho các bạn thông tin Uh, chi tiết về cái dự án uh, khai thác uh, kiếm cái đồng uh, 10 cái đồng uh, GX một ngày của sàn Exchange thì cái này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái cách để mà chúng ta uh, nhận được cái mã kích hoạt để chúng ta tiếp tục chúng ta khai thác cái đồng uh, GX này. Thì cái này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở phần cuối video. Ở đầu cái video này thì mình uh, sẽ là uh, chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn là tham gia vào khai thác cái đồng AA của cái dự án uh, Apollo Cap thì cái dự án này thì uh, cũng mới ra mắt và Việt Nam ở đây thì đang đứng top thứ hai là bảy uh, đứng cái top thứ hai của thế giới và khai thác tham gia khai thác cái đồng AA này trong cái thời gian ngắn thì uh, dự án đang ở top 4 và bây giờ uh, đang top 5 và bây giờ thì đang ở top thứ hai thế giới và tham gia khai thác cái dự án này thì khá là đông. Và cơ chế khai thác ở đây thì 24 tiếng đồng hồ và chúng ta sẽ bấm vào chúng ta điểm danh khai thác một lần và đây thì mình chia sẻ cho các bạn cái thông tin về là cái uh, giới thiệu cho các bạn cái về cái dự án khai thác cái đồng AA này. AA uh, Smart Chain là lớp 1 có nguồn gốc từ uh, 10.000 nút vật lý và có khả năng là xử lý hàng trăm nghìn giao dịch mỗi một ngày và có khả năng là bảo mật cực kỳ cao ở trong mọi hình thức và tấn công dựa trên công nghệ a uh, cloud. Uh, Smart Bridge độc quyền sở hữu nền tảng vững chắc a uh, Smart Chain cho phép tích hợp và mở rộng dễ dàng cho các đáp uh, thuộc lớp công ty con của họ và ngoại việc uh, nhận thức về blockchain đơn lẻ à, uh, smart chain đóng vai trò lưu trữ và dữ liệu vĩnh viễn với cơ sở 100 trăm Peter uh, peter và mở rộng liên tục thông qua a uh, mining hơn nữa nó còn tích hợp công nghệ mã hóa và siêu siêu lèn và cho phép lưu trữ thoải mái và có thể duy trì ở trong hơn 35 với 10 triệu người dùng trong phạm vi sẵn có của họ À, đây thì là cái phần giới thiệu của cái dự uh, án cầm nhé các bạn nhé. Uh, tiếp theo là cái thông tin đó là khai thác Aa, AA Mining tận dụng sức mạnh uh, của công nghệ 5 g và công nghệ tính 6 g mới nổi và kết hợp với công nghệ của A smart chain để cho phép người dùng dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái Apollo Cap và khai thác mã thông báo A trên thiết bị uh, của họ và A mining sử dụng các nút cơ sở làm nền tảng cho công nghệ A smart chain. Ở đây thì uh, cái phần giới thiệu của dự án thì nó cũng khá là dài đây đó thì mình chia sẻ đi cho các bạn một sơ qua cái phần như vậy để cho các bạn nắm được cái thông tin về cái dự án này và đây thì các bạn có nhìn thấy cái máy khai thác của chúng ta thì đang như máy của mình đây đang khai thác của các bạn nhé và để mà hoàn tất được cái thông tin thì chúng ta cần phải vượt qua KIC bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đăng ký tài khoản trước và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà KIC ở đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký thì cái link đăng ký này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video thì các bạn kích vào phần tham gia với chúng tôi còn nếu như để các bạn ở chế độ tiếng anh thì nó là có cái chữ roi thì các bạn kích nó vào à, tiếp theo thì các bạn đã có tài khoản thì chúng ta đăng nhập còn nếu chưa thì các bạn kích đăng ký ở đây thì chúng ta sẽ điền thông tin tên thì các bạn có thể là điền tên uh, ví dụ như là đây các bạn có thể điền có dấu cũng được nhé tiếp theo là bên dưới thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email này à, bên dưới thì các bạn nhập mật khẩu và các bạn nhắc lại mật khẩu này sau đó thì các bạn nhập cái mã mời thì cái mã mời này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video thì các bạn kích vào. Còn nếu như các bạn sử dụng link thì nó sẽ tự động nó điền cái mã mời đây. thì các bạn chỉ việc là chúng ta đăng ký. Sau khi đăng ký thì các bạn sẽ nhận được một cái mail kích hoạt. Các bạn sẽ nhận được một cái mail kích hoạt như veri này thì các bạn kích vào đây và các bạn xác minh và sau đó thì các bạn quay trở lại cái phần này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đăng nhập. đó thì các bạn nhập thông tin vào. rồi như vậy là chúng ta đã đăng nhập cái tài khoản thành công và khi các bạn đăng nhập tài khoản thành công các bạn bấm vào ba cái gạch ở đây sau đó các bạn nhấn vào phần khai thác mỏ sau đó các bạn kích vào cái biểu tượng cái ô màu đen như này là chúng ta bắt đầu chúng ta khai thác và đây là cái tính toán lợi nhuận khai thác của các bạn ở đây đó và cái tổng công cụ khai thác ở đây là của mình này và uh, để mà vượt qua được cái thông tin thì chúng ta có, bổ sung được cái thông tin về khai thác thì các bạn cần phải uh, kyc việc rút tiền sẽ đang chờ xử lý nếu như thủ tục QIC của bạn chưa được hoàn tất trước ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023 và vui lòng nhấp vào đây thì ở đây cái thông tin KIC này thì chúng ta sẽ tiến hành KIC các bạn nhấp hoàn tất KIC này và đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái loại giấy tờ để chúng ta KIC mình sẽ chọn căn cước công dân này bên dưới chọn quốc gia này ID các bạn nhập cái cái số căn cước công dân của bạn tiếp theo các bạn úp mật chiếc căn cước công dân mặt sau căn cứ công dân và bên này thì các bạn chụp cho mình cái ảnh chân dung trên tay các bạn cầm cái căn cứ công dân nhé và tiếp theo nó sẽ hỏi chúng ta là bạn có chắc chắn muốn gửi QC ngay không thì các bạn nhấn đúng cho mình rồi như vậy là mình đã gửi cái thông tin thành công và sẽ chờ dự án ra phê duyệt các bạn nhé rồi sau khi cây xe xong thì các bạn quay trở lại cái phần trang chính này các bạn sẽ kích vào cái phần giới thiệu ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái mã mời và cái link mời thì các bạn copy cái link mời thì các bạn chia sẻ mời bạn bè tham gia và các bạn kéo lên trên thì các bạn sẽ thấy được cái số lượng uh, người mà các bạn đã mời nó hiện thị ở đây nhé đó rồi các bạn quay trở lại cái phần khai thác mỏ này thì đây là cái phần khai thác này 24 tiếng đồng hồ chúng ta bấm và chúng ta khai thác một lần tiếp theo các bạn nhấn vào cái phần mà ở đây thì nó có cái phần xếp hạng đây cái phần xếp hạng bạn đã để cấp độ không thì cái cấp độ của bạn nó sẽ làm ở đây này còn ở đây thì mình mới tham gia mình chưa có ở cái độ cấp độ đang ở cái cấp độ không các bạn nhé tiếp theo thì các bạn nhấn vào cần cái ví này ở ví này thì nó sẽ hiển thị cái phần mà lạp rút cho chúng ta thì ở đây hiện tại thì mình uh, chưa cái IC cho nên là nó chưa có cái thông tin cụ thể ở đây sau đó là các bạn nhấn vào phần bảng điều khiển này đó thì đây nó cái bảng điều khiển nó cũng là cái phần ví của bạn này tiền gửi này tiền rút tiền tiền đầu tư và cái phần nhiệm vụ này. ở đây thì chủ yếu là mình hướng dẫn cho các bạn cách tham gia và khai thác miễn phí cái đồng AA của cái dự án Apollo Cap còn những cái uh, cái đầu tư khác thì mình không giới thiệu bởi vì nó là liên quan đến cái đầu phần đầu tư ở đây thì chúng ta cứ tham gia khai thác miễn phí và khi nào cái dự án này mở rút cũng như là hay là giao dịch thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở những cái video sau Thông tin thứ hai là mình chia sẻ cho các bạn ở cái video này, đó là về cái kèo sàn uh, GEMTEN là kiếm miễn phí 10 cái đồng GX trên một ngày và điểm danh 60 ngày chúng ta sẽ nhận được 300 cái đồng GX. Thì cái video này thì mình sẽ chia sẻ kỹ lưỡng cho các bạn về cái thông tin về cái kèo này. Thực ra thì cái thông tin mà yêu cầu cái mã kích hoạt thì là đã có từ ngày hôm qua, nhưng mà do mình bận một số công việc thì mình chưa uh, cập nhật và chia sẻ cho các bạn được cái thông tin này. Thực ra cái kèo này thì uh, rất là khó bởi vì khi lúc chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta đã gửi cái KIC thì cũng đã rất là uh, vất vả bởi vì uh, từ 5 đến 7 ngày thậm chí là 10 ngày các bạn mới được phê uh, duyệt cái KIC và sau đó thì chúng ta điểm danh được một vài ngày thì dự án ấy thay đổi cái cơ chế đi và bắt đầu chúng ta bắt chúng ta là phải có một cái mã để mà chúng ta xác nhận cái uh, tiếp tục chúng ta kiếm miễn phí 10 cái đồng cửa này được đây thì là một cái dự án mà mình thấy chưa một cái sàn nào mà nó yêu cầu khá là khắt khe và đối với người dùng như vậy. Thì cái đồng GX này thì đã níp ở trên sàn và cái giá thì nó được đẩy cũng khá là cao. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái bạn nào mà được KIC sớm, nhận được sớm thì các bạn sẽ kiếm được ít. Còn đối với những bạn KIC sau thì bị chỉ điểm danh được một đến hai lần thì đã thay đổi cái chế cơ chế khác rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận được cái mã kích hoạt này và lấy cái mã kích hoạt này ở đâu thì mình sẽ chia sẻ kỹ cho các bạn ở thông tin như sau. Đây là cái thông tin mà buổi sáng ngày hôm qua thì mình đã nhận được thì mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn để tìm hiểu. GM và Chen đã giới thiệu cơ chế trò chơi mới để nhận GX Aerox. Người dùng đặt cược yêu cầu kích hoạt tài khoản của mình bằng mã kích hoạt để có thể tiếp tục nhận GX miễn phí. Vì vậy thì yêu cầu câu hỏi ở đây nhận mã kích hoạt ở đâu? Thứ nhất là nhận được từ việc tham gia tích cực. Ở đây tích cực ở đây là chúng ta tham gia tích cực ở các cái trang mạng xã hội chia sẻ Twitter và tham gia vào các cái nhóm telegram vậy thì cái nhóm telegram của họ thì gần như là họ xóa khóa chat chúng ta không thể là à, khóa, à, tham gia vào cái chat được gần như cái nhóm chat đó thì chỉ có admin hoặc là à, đối tác hoặc là cộng tác viên thì họ mới bình luận được cái nhóm chat đó thì mình gần như là không ai vào đó để mà bình luận linh tinh được và cái thông tin thứ hai là trở thành uh, cd uh, coc không trở lên Vậy thì để mà tham gia để trở thành được cái COC0 này thì rất là khó Các bạn cần phải gửi tích kinh à, Chúng ta cần phải giới thiệu rất là nhiều người Và cái lượng người đó thì là tuyến dưới của họ phải là giao dịch rất là nhiều Thì mới nhận được cái nên được tăng được cái thứ hạng COC0 này Tham gia tích cực là gì? Đây là trở thành vào cộng đồng của chúng tôi Chia sẻ các sự kiện của chúng tôi và nhận các từ các cái thông tin sự kiện tại chương trình chạy trên Twitter và Facebook cốt sẽ được phát theo thời gian ở trong nhóm telegram của chúng tôi hàng ngày và cho những người tham gia tích cực vậy thì co không là gì thì bạn cần nhận được thứ hạng coc 0 bằng cách là giới thiệu người tham gia vào gm exchange hướng dẫn họ mở tài khoản gm exchange và tất kê token gx và khi tvl của bạn đạt 3.600 gx bạn sẽ trở thành koc không và koc không việc mang đến cho bạn nhiều phần thưởng đó, đây là rất là uh, cái tiêu chí này khá là khó đối với tất cả chúng ta, không chỉ là riêng đối với mình là uh, chủ kênh YouTube cũng rất là khó. Để mà đạt được cái tiêu chí này của dự án. Ở đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn thêm về cái vấn đề đó là uh, sáng nay thì mình cũng đã thực hiện một cái lệnh sút tiền do là ngày hôm qua nó xảy ra cái sự cố như vậy thì mình cũng bán hết cái đồng gx và mình định rút USDT về sàn nhưng mà tuy đó thì mình đã thực hiện cái lệnh rút à, đến tối ngày qua không được và mình đã hủy lệnh và mình rút lại. Và đến sáng ngày hôm nay thì mình vào tài khoản thì tài khoản của mình nó đã bị uh, khóa như thế này, tài khoản của mình đã đình chỉ như thế này. Thì như vậy là cái việc mà làm ăn của cái sàn này mình thấy nó không được minh bạch mà nó cũng không được uh, uh, chơi đẹp cho lắm. Đó các bạn nhìn thấy ở đây. Không phải tài khoản của mình và À, những cái tài khoản nào mà chỉ rút mà không nạp à, thì nó sẽ đình chỉ các bạn nhé. Đó, cho nên là mình đã tạo một cái tài khoản mới, tài khoản mới của mình thì không ảnh hưởng vấn đề gì. Đó, ở đây thì mình như vậy là mình từ cái việc này thì mình cũng khuyên các bạn là không nên nạp tiền và à, chúng ta có thể là chấm dứt tham gia vào cái kèo này à, từ lúc này. Còn đối với các bạn là các bạn muốn tham gia nữa hay không thì à, tùy các bạn nhé đó ở đây là cái tài khoản của mình định đình chỉ luôn à, mình thực hiện cái lệnh rút nhiều lần quá nó ghét nó không cho mình rút nữa và nó đình chỉ cái tài khoản của mình luôn không có nguyên nhân không có giải thích và cũng không có mail gửi về đó rồi ở đây thì cái video này thì chủ yếu là mình phân tích cho các bạn hiểu như vậy về cái dự án này còn các bạn có tham gia nữa hay không thì tùy các bạn nhé video này thì mình xin kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau